Trứng không nha mọi người ơi. Mình sẽ múc cá gà gì bóng đó. Cát nữa nè. Cá linh thịt nó mềm eo à. Rồi, cá linh cấp này mập. Rồi. Dính luôn nè, nó dính luôn. Cái muỗng á. Về miền Tây Vlog xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay thì chúng mình sẽ làm món cá kho, cá đồng kho và canh nhãn lồng cùng nấu với tép, chuẩn bị cho buổi cơm chiều hôm nay. Chúng ta đang chuẩn bị nhóm lửa để nấu cơm, nấu đồ ăn với cơm thì có sẵn rồi. Kho cá trong nồi đất vẫn là ngon nhất. Cá linh nha, kho tiêu nha mọi người. Giờ này cũng 3 giờ mấy rồi mọi người. Cũng chiều rồi đó. Tới chiều, cơm chiều rồi, đúng bài rồi đó. Nấu cái này không ăn cơm chiều luôn. Bật củi nhiều quá khói rồi. Cấp này mưa hoài. Hôm nay trời nắng rồi, trời nắng đẹp, không có mưa. Nên giờ mới vô gốc cây nè, chứ coi là nắng, trời mát là nóng ngoài nè. Chết. Cháy ngày mai luôn. Cháy ngày mai mọi người. Ngày mai triệu đô tôi đó. Cái trái này ăn được không? Không, có gì đâu bạn. Hột không à, trồng cái gì trồng ăn được, không trồng cây chi hết. Tiếng lập bập sau vậy đó. Rồi đặt khó nắm rồi đây. Cái bập này là có đinh không nha mọi người. Có được hai con muốn cát vô đây nè. Với con cái rảnh. Này toàn là cái đinh không à. Ù nó mềm quá. Trứng không nè. Để nắp lại cho nó mau chín. Cái nắp này có đẩy không? Đợi xíu nha cả nhà.
phát hành luôn rồi đó, có nhiều vé hết nhiều rồi đó. Nhìn hấp dẫn quá, thơm lắm nha mọi người. Mình để nắp lại xíu cho nó chín hành. Âm thanh đang sục sôi. Chín rồi nha cả nhà ơi. Giờ mình nhắc xuống. Nhắc xuống. Đây. Thơm ngon. Thấy giờ nó bụng rồi. Thấy giờ thấy khái. Gần con ra luôn đi. Gần con ra. Nồi canh. Nhắc nồi canh tiếp tục. Đó, nước sôi rồi đó. Thôi mọi người ơi, giờ mình sẽ bỏ gao vào. Này đọt nhãn lồng ở ngoài vườn nha. Cây nhà lá vườn nha mọi người, có gì quên nấy. Này là nhãn lồng không à. Nhãn lồng tự nhiên. Cái này như người ta có trồng đúng không ta? Cái này tự mọc mà. Thêm topping nữa nè. Rồi á, để nắp lại sơ sơ qua là dứt nha mọi người. Tại vì nhắn lòng nó nhát lửa. Còn tép nữa nha mọi người ơi. Mình sẽ bỏ tép vào. Gạo chín rồi nha mọi người. Giờ mình nhắc xuống nha. Mình bày ra dĩa mời cả nhà ăn nha. Đó là rất là tuyệt vời mọi người. Không ngon đâu. Thêm cá nữa. Mở nắp cá. Nóng. Nóng lắm. Này hồi mình chấm nước cá luôn nha mọi người. Dâu này ăn nó giòn. Ăn này mát mình dữ rồi nha. Đây lạc tiên nha mọi người. Lạc tiên. Gột nhảy ra luôn. Tép còn sống. Bữa có anh chị kia hỏi phải cây lạc tiên không? Lúc đó mình chưa biết cây lạc tiên là cây gì nữa nha mọi người. Tại dùng của mình là gọi là cây nhãn lồng. Tại vì đó đây toàn gọi cây nhãn lồng không à, đâu ai biết cây lạc tiên là cây gì đâu. Mỗi dùng kêu khác nhau. Sạch Google mới biết là cũng là nhãn lồng nữa mọi người. Tại vì nhiều dùng miền kêu khác nhau nha. Này hồi mình chấm nha mọi người. Chấm với nước cá kho. Trứng không nha mọi người ơi. Mình sẽ múc cá ra gì bóng cá nữa nè. Cá linh thịt nó mềm eo à. Trời. Cá linh cấp này mập. Ơi. Dính luôn nè, nó dính nè. Cái muỗng á. Này kiểu như mình để lâu quá nó cạn nước. Trời ơi. Đó. Chờ bên chấm nước gao. Hai. Chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mấy anh em làm món ăn chiều cũng đã hoàn thành nha mọi người. Mời cả nhà cùng ăn nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Thử miếng rau nha mọi người. Ngon á.
mình chấm với nước cá kho này hết bài. Mời cả nhà nha. Nước cá lên nó kho ra nó béo mới à. Chứ có mỡ mỡ heo mình tự thắng á. Cái đồng mà kho mà ui đắt với tép mỡ mỡ mà heo mà mình thắng nữa ngon cứ gì chịu nổi. Em rau mọc tên giả nha mọi người. Tết rồi hay chú hỏi này tết mặt đất à, tết tự nhiên luôn nha mọi người. Ăn mấy thịt cá nó mềm ngọt béo.